Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ gọi là đi khám phá cái con lò xo nha mấy bạn ơi. Đi gọi là khám phá cái ngôi nhà của cái cái xưởng của cái con lò xo nha mấy bạn ơi. Tại vì ở đây có cái tủ hút ghi á, hay chưa ghê chưa, nên bây giờ mình sẽ đi tìm cái con lò xo đây nha mấy bạn. Đó. Bây giờ mình với chị mình á đi coi. Nè đây. Đúng rồi, đây là anh của mình nè, đây là bà chị. Chị của mình nó đang bị lỗi nha. Ok, bây giờ mình đi tìm con lò xo nha mấy bạn. Cái hộp nè, nhớ lượm hộp nha. Là giờ mình phải đi lượm cái hộp. Đúng rồi đó, thì lượm cái hộp. Rồi, đừng có gọi đèn vô mặt em thoáng hóa cuộc sống. Ê, quý. Nhưng mà cái con nó không có cắn đâu. Tại vì cái con này là người ta chỉ giả dạng quá thôi. Là cô ti. Đó là pha ke. Đúng rồi, bởi vì nhìn nó cũng bình thường. Cái nó pha ke. Không biết như nào thôi. Đã thu thập được 5 hộp rồi nha, còn 20 hộp nữa. Thấy hộp rồi nè. Trời ơi, ui đẹp vãi. Ê kìa, cái chỗ này là chỗ nào đây? Chỗ đây em. Trời ơi, cái đèn pin lắc qua lắc lại em đập cái đèn pin chụp. Đi. Bây giờ mình đi đâu? Bây giờ mình đi thu thập hộp để mình ấy. Không, phòng này không có hộp đâu. Không, mình phải đi thu thập cái hộp gì đó rồi. Đi đâu? Cái hộp đâu? Ừ đúng rồi, còn cái này cái gì nè, cái xưởng may đồ cho anh hai và anh hai. Ơi điện ơi, cô quá thai kìa. Ôi ơi, quá thai thiệt. Ok mấy bạn, hồi nãy là mình ngợm á, nên bây giờ mình quyết định á là bây giờ mình sẽ kiểu như là mình vót mấy cái con này nha mấy bạn. Đây là con lò xo, còn bên đây là con hút ghi, nên mình sẽ chọn con lò xo. Con lò xo nha mọi người. Lò xo đây. Đúng rồi, lò xo này nhìn cái mặt nó nhìn ung thư. Cái con lò xo nhìn mặt nó ung thư hơn. Ok. Ơi kìa, mấy cái đống búp bê. Ủa gì đóng? Đóng đồ. Kìa. Sao nó nhúc nhích vậy? Lời đập đổ nó. Ok, thu thập những cái bộ phận đó vô. Đó bây giờ kiểu như là gì đổ á. Ờ đúng rồi. Tôi cũng quá thai. Cũng bỏ con pha ke. Ừ đúng rồi. Hai con nó cùng quá. Con pha ke. Ê xì, tự nhiên đi ngồi xuống để sao nó dí ra ngoài chạy. À mấy con pha ke. Đây có hộp. Kìa có mấy cái hộp kìa, lộn đi. Ok, lượm một hộp rồi nè. Bây giờ là phải thu hộp. Đủ có hộp ở đây nè, có hộp ở đây nè. Đâu ở đâu? Đâu vậy? Ok, Trey. Hello. Lát ổn. Đẹp cái con này. Ê, nó cầm nó đi luôn kìa. Luôn xuyên nhút đét. Ê, đi xuyên tường luôn. Ê, sao đi xuyên tường được hắn hả? Rồi con nét rồi. Ờ thôi, bây giờ mình sẽ gọi là đi tìm mấy cái hộp khác nha. Rồi xong mấy cái. Đây. Điểm hộp quá trời. 4 hộp rồi kìa. Kìa 5 hộp rồi. 5 hộp rồi. Hộp thứ 6 nè. Kìa. Hello. Có hộp ở cái phòng đầu tiên á. Sao nãy giờ em mò hoài chạy. Đừng có gần trôn. Đó. Ok. Xíu đó, xíu chạy nhanh lên. Ok. Rồi xong. Muốn xíu chạy nhanh đi, bị ma dí. Rồi xong bây giờ mình sẽ gọi là lấy những cái cục này nha mấy bạn, lấy những cái cục này để anh đầu anh hai mình nha. Đây rồi hai. Ê ơi. Hai mình đi chơi gì? Cái gì ta? Đi ngủ rồi. Ok rồi xong bây giờ á mình sẽ gọi là đi lên lầu nha mấy bạn. Cái này là cái gì đây? Này là gì nè, cái chỗ hình như để đi lên lấy đồ nè mấy bạn. À bạn ơi, đây là những cái thùng nè, cái thùng để những cái con cơ hội quay vật nè mấy bạn, cái con lò xo. Đó, lượm đi. Ok. Ui, mũi pha ke. Trời ở đây rất là nhiều thùng luôn nha, nhưng mà cái thùng này là cái thùng thùng pha ke. Đúng rồi. Cái thùng rất là giống cái thùng. Còn cái này là cái hộp. Ồ không, cái này là cái khói mà. Ừ là cái khói. Đúng rồi, còn cái này là cái hộp mà. Cái hộp quá trời heo. Thùng không cái hộp. Cái đó cái thùng, có phải cái hộp cái gì đó. Cái thùng. Thì là okay, cái thùng. Ok rồi, bây giờ mình sẽ đem cái này vô bỏ đi dục nha. Ok, chui hết rồi, được 13 cái rồi, nhanh vãi. Nãy giờ mình lụm cái mấy. Thả miếng rồi. Lụm cái chục cái rồi. Nãy giờ mới lấy được con cái. Phải. Giận á, chứ lấy được 3-4 cái rồi. Chỗ này quá trời. Cái gì? Cái ống gì nè? Ống cống. Cái này là cái ống oxy nha. Ủa gì không? Cái ống khí. Cái khí. Không, cái đó ống nước. Cái gì như bồn cầu. Trời ơi. Không. Kìa.
được kìa, mới thấy được kìa. Ủa cái hồ bơi kìa. Yêu đây là tinh. Rồi xong bây giờ là... Ôi mấy bạn ơi, nó đặt ngay đúng vị trí ghê. Ê thử nhảy xuống cái tinh đi. Xong bây giờ mình sẽ... Chúng tôi chết hả? Không. Rồi xong bây giờ mình sẽ đi lên để cất những cái cục cái khói. Ủa rồi con quái thai đó rồi. Quái thai đâu mà. Chắc chắn nó chạy đi luôn rồi. Không, nó đi uống cà phê rồi. Con quái thai đi chơi nét rồi không? Không, nó đi uống cà phê. Nãy giờ không thấy nó luôn, chắc nó ngỡm mày kệ nó đi. Vãi. Lên quá trời nè. Đâu ở đâu vậy? Nữa, nãy giờ tao đi lại chỗ cũ hoài tức rồi chứ. Là chỗ, cái chỗ mà mình mới bắt đầu mình xong vô cái tiệm này ha. Ok, biết rồi. Dạ, cái gì? Cái xưởng. Chỗ sản xuất. Okay. Không, cái xưởng. Ừ, ok. Xưởng làm quá thai. Phòng đó có mấy, phòng đó có cái sáu á. Nhảy xuống đi, nhảy xuống tắm cái sáu. Thì có, xuống bơ. Xuống bơ được nè. À, khu vui chơi. À! Nên mình quyết định nhảy xuống mình chơi, wow. Ơi đẹp quá hả? Thấp quá à. Kìa, từ đâu ra một đề vậy trời. Nam mô à. Lỡ như đang đi cái con kia nó phóng nè nó. Ơi à, Bình Nguyên vô tận kìa. Rồi anh hai tới Bình Nguyên vô tận, anh hai nhảy xuống đây thử vui lắm á. Rồi tới Bình Nguyên vô tận liền à. Có hát cơ lão đang bay nè. Có, nãy á, Happy còn thấy bạn nó đi xuyên tường, nó chắc là bạn nó chơi hát rồi. Ừ, đi tìm tiếp, giờ mới có 18 rồi. Đúng rồi. Vô. Rồi xong chị mình bây giờ đem lên nóc nhà ở rồi nha mấy bạn. Nếu là bị quái thai chạp bay rồi. Đúng rồi, nên chị mình bây giờ là chỉ... Đúng xíu chạy cho nhanh lên, chạy thật quay nè. Ok, ê còn có 5 phút à. Rồi nó đang cái đó là cái giờ mà. Ừ giờ em đó. Chạy với làm gì. Kìa còn, kìa lấy đi nhanh lên. Cái bàn tay cho anh hai đỉnh đầu á. Tùy tiếp đi, đi hướng kia kìa, đi hướng này nè. Hướng nào? À, đi cất, đi cất. Chưa đi cất nữa kêu đi hướng kia. Ok này, bây giờ mình sẽ bỏ vô. Ship chị nhanh lắm. Ok, cái gì cũng phải từ từ. Ủa? Cắm vô thằng ra ở. Đi đâu nhỉ không? Ok, nãy giờ là mình đi á, là mình không tìm được giống hồn gì hết á. Ok, ủa gì tìm gì được nhanh chứ mới nói không tìm được gì hết. Là mình cần 4 cục nữa nha. 3 cục nữa ha. Ừ, đúng rồi, 3 cục nữa ha. Ủa đâu rồi? Giờ phải đi tìm tiếp rồi, phòng này hết rồi, phòng này hết rồi. Rồi đi cất nè, đi. Gì dịch chuyển như vậy cơ á? Có dịch chuyển đâu ông nội. Ủa, bị lát hả? Ok, mình... Ê, bị lát rồi. Ok. Này cái gì vậy? Hả hén quá. Rồi xong bây giờ đi quẹo phòng. Phòng này phòng, phòng cá sấu. Cái gì nữa? Sao biết đi? Không có gì đâu, cái cửa nào mở mới xong như được phải không? Ờ, cái chỗ này không? Chỗ này hết rồi. Chỗ đó cục điện, ui là. Ôi, ơi, trò chơi kết thúc rồi. À! Còn đúng 3 cái nữa. À! Tức vãi ờ. Cây thế nhờ. Cái cửa hàng nhảy vô cửa hàng chơi. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.